Rồi hai trái nè.
Thủ ở trên nhiều á, cái thùng thể ở dưới với đẹp à. Thủ ở trên nhiều nhiều tí. Cái thùng bỏ sao với đẹp à. Xích lên đi. Cái thùng dùng xa trên lớp. Ngay cho Huy lấy bình thường đi, mày chạy lên hãm bên rồi. Tốt rồi, vậy đi. Tốt rồi. Thì hình gì cắt là ăn ra kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quá nhiều quá vậy. Dưới hứng cái bát nữa, bát hứng ngọt ngọt mà. Cho nó lấy đi. Được rồi, để cho nó đi tự thủ đi. Cái này ăn sao nè.